Chỉ bằng ba hành động này chứng tỏ Tống Uy Long đã phải lòng em gái Đàm Tùng Vận. Lăng tiêu Tống Uy Long thường xuyên dạy dỗ các em đến nơi đến chốn, nhưng có vẻ anh chàng cũng đã phải lòng cô em gái Tiêm Tiêm mất rồi. Lấy danh nghĩa người nhà là bộ phim Hoa ngữ chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Bộ phim kể về ba anh em Lăng Tiêu Tống Uy Long, Tử Thu Trương Tân Thành, Tiêm Tiêm Đàm Tùng Vận. Tuy không cùng huyết thống nhưng sống chung một nhà, lớn lên bên nhau. Nếu Tử Thu thường xuyên chiều chuộng Tiêm Tiêm để em gái tự tung tự tác, còn bản thân sẽ là người ủng hộ hết lòng, thì Lăng Tiêu lại luôn chiều em một cách có chọn lọc. Nếu như em hay làm sai, Lăng Tiêu sẵn sàng trách mắng, thậm chí còn tẩn Tiêm Tiêm không trượt phạt nào. Thế nhưng Lăng Tiêu lại có vẻ phải lòng Tiêm Tiêm, dù không nuông chiều nhưng luôn để ý đến từng chuyện nhỏ nhặt của Tiêm Tiêm. Thứ nhất, mua áo lót ngày đầu tiên Tiêm Tiêm dính đen đỏ. Tiêm Tiêm gây sốc khi tuyên bố ngày đen đỏ đầu tiên trong ngày bữa cơm gia đình, khiến cho bốn người đàn ông cứng họng. Tử Thu và Lăng Tiêu bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt em. Lúc này bỗng nhiên Tử Thu nói với Tiêm Tiêm rằng Lăng Tiêu mua quà cho cô, để trong giường, khiến cho Tiêm Tiêm nhảy lên vì vui sướng. Còn Lăng Tiêu lườm em trai đến cháy mặt, không ngờ quà Tử Thu lời đến chính là chiếc áo lót màu trắng. Nhận được quà, Tiêm Tiêm vì vui sướng ra mặt, còn Tử Thu thì che vội mặt vì quá xấu hổ. Không biết rằng chiếc áo lót có thực sự là Lăng Tiêu mua hay không, nhưng đúng là có chuyện Lăng Tiêu để nó trong phòng Tiêm Tiêm và bị Tử Thu bắt gặp. Thế nên Tử Thu đã hỏi anh tại sao lại lén lút như vậy. Thứ hai, lấy rau từ bát Tiêm Tiêm về khi cô bị đau răng. Tiêm Tiêm bị đau răng không ăn được nhiều nên trong bữa cơm đã bị ba Lý mắng một trận tơi bời vì tội nói không nghe. Dặn đi kiểm tra răng nhưng sợ quá không dám đi. Trong lúc Tử Thu chỉ hỏi han em gái, ba Lăng đã nhanh tay gấp một gắp đầy rau vào bát Tiêm Tiêm với lý do đau răng thì cần ăn nhiều rau lên. Thấy ba Lăng gấp một gắp đầy rau vào bát Tiêm Tiêm, cô chỉ cười cho qua, nhưng Lăng Tiêu lại nhanh tay lấy lại sổ rau đó về bát mình. Vì anh biết khi đau răng ăn rau còn khiến Tiêm Tiêm khó chịu hơn. Nhanh tay kiểm tra răng phát bệnh cho Tiêm Tiêm. Vì Lăng Tiêu không ăn tối lên ba Lý đã chuẩn bị một bát mì để Tiêm Tiêm và Tử Thu mang vào cho anh lớn. Đang nói chuyện, Tiêm Tiêm bỗng nhiên ôm mặt vì quá đau. Tử Thu cẩn thận xem giúp em, trong khi đó Lăng Tiêu nhanh tay lấy đèn pin, xoay mặt Tiêm Tiêm về phía mình và kiểm tra tình trạng răng giúp cô. Cuối cùng Lăng Tiêu cho biết Tiêm Tiêm là mọc răng khô nên mới dẫn đến tình trạng bị đau. Còn dặn dò cô hãy nói cho ba Lý lấy thuốc kháng viêm dùng để giảm đau. Có thể thấy rằng dù không tự nguyện về phe Tiêm Tiêm, chiều em sinh hư nhưng Lăng Tiêu luôn là người đầu tiên để ý chăm sóc Tiêm Tiêm cẩn thận. Những hành động của anh chàng đã vượt mức anh em, mà đến mức phải lòng thì đúng hơn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!